tử nha, mấy anh coi mấy anh học mấy anh làm điện tử được không nha. Khi mà ngày nào mấy anh cũng cầm mấy cái đồ nghề bự vậy nè, rồi bây giờ kêu mấy anh cầm mấy cái đồ nghề nhỏ vậy nè, mấy anh ngồi mấy anh hàng từ cái chân vậy nè, mà đừng có rung quá nha, đừng chân này lên qua chân kia á. Mấy anh thử rồi mấy anh có kiên nhẫn mấy anh làm được không? Nếu trường hợp mà mấy anh làm được thì mấy anh đi học sửa ECU, học mấy cái lớp điện tử. Còn nếu mà mấy anh cảm thấy mà mấy anh giống như kiểu tay của mấy người thiếu rượu á thì mấy anh đừng học. Chứ giờ mà cầm mỏ hàng cái tay vậy là thua luôn, thua luôn. Circle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình lại quay về chủ đề Vespa. Tại vì rất là ít anh em chia sẻ cái này trên mạng. Thì chiếc Vespa này á là Vespa bản Việt Nam. Xe này là cũng của một bạn fan là đã từng lên FI trong chiếc 67, cho nên là những cái dự án mà xe ở trung tâm mình nhận á, đa phần là những anh em fan thân và những anh em nào có những cái ca mà mình cảm thấy là mình sẽ dành thời gian làm được cho nó để mà chia sẻ kiến thức đến các bạn. Thì với chiếc xe Vespa này á, nó có cái gì cần chia sẻ thì giống như những chủ đề lần trước thôi, là đây cũng lại là một cái căn bệnh gọi là ngại va chạm đó, hỏng ga. Thì thường thường hỏng ga khi mà vào hãng á các bạn là các bạn phải thay. Em kiếm ngay chỗ cái kia cả Ninh, có một cái họng ga trong Vespa trong đó. Thì khi vào hãng á, khi cái họng ga này mà nó nghẹt nặng quá là thường thường là sẽ khuyến nghị thay các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái này thì các bạn, mấy con Miu này nè, tích hợp họng ga này các bạn hoàn toàn có thể vệ sinh ở nhà. Thì hôm nay mình lại chia sẻ tiếp đây. Một ca này là của các bạn làm bên hãng gửi cho mình. Và bạn nói là bên em thì không có sửa đâu, khi mà cái này nó có vấn đề về garanti là coi như thay mới. Thì giờ con này cũng vậy đó. Cái tình trạng nó gặp là nó garanti của nó không ổn định là một, nó hao xăng. Và cái vấn đề của nó đang gặp phải là lên ga nó chạy nó bị rất là rần, rất là giật. Thì giờ nguyên nhân chính, em qua đây. Nguyên nhân chính là do vậy nè các bạn. Cái bố Vespa này khi mình đi lâu ngày á thì gần như là nó cứng ngắc luôn á, nó cứng mà thiếu điều. Bây giờ lấy đồ mà đập của nó luôn á mà nó không mớp nổi luôn á. Đây, mình sẽ làm cho các bạn. Đây nè, những cái bố nè đó, mình gõ nè, cái này nó bén nè, mình gõ nè, là gần như cái bố này nó cứng ngắc. Và khi nó cứng như vậy á thì khi chúng ta dặn ga lên nó sẽ không bám lên được cái bề mặt chuông, nó sẽ bị trượt. Để các bạn nhìn những dấu trượt nè, em quay kỹ những dấu trượt nè, nó ăn không đều nè đó, nó ăn không đều nè, ăn vô đây nè, thấy không? Để ăn vô đây nè, thấy không đó, ăn vô đây một xíu nè, ăn đây một xíu nè đó, nó sứt sần sần sần. Thì những cái sần này chính là nó va đập vô mà nó không ăn được thì nó chạy không ngon. Rồi chưa kể là cao su nó mòn, nó trượt mặt nhôm, rồi bi nó có vấn đề. Thì bây giờ cái xe này á là mình duy nhất là mình chỉ làm một cái việc là thay lọc gió, thay bu ri, vệ sinh động ga và gia công lại bộ nồi này, là chiếc xe này chạy êm ngon bình thường các bạn, không cần thay gì hết á, ngon lành bình thường. Thì đây mình đã có sẵn cái đế nhôm, tại vì trung tâm của mình á có những chiếc Vespa để mà mình dạy nghề và động cơ Vespa. Thì cái phần mặt nhôm này đã được bẻ độ rồi nè các bạn, mặt nhôm này đã được mình bẻ độ rồi thì mình sẽ thay thế cho cái mặt nhôm này có sẵn để đỡ mất thời gian. Thì bây giờ mình sẽ gia công cái phần chuông bố này để cho xong phần nồi, và trong thời gian đợi cái chuông bố làm thì mình sẽ mở cái họng ga này ra. Thì cái thao tác mở cái này dễ dàng lắm, anh em ở nhà có thể làm. Qua đây Ninh, lên bàn nè, vô qua đây cho nó sáng nè, qua đây quay. Em lấy cái đồ hút kỳ ra đây, mà lấy cái họng ga này ra nó đơn giản lắm, các bạn đừng có ngần ngại gì hết trơn, các bạn cứ thoải mái, em cầm đi. Rồi để xả hàng, xả chì. Cái này là mình nhìn là mình thấy có dấu xả rồi đó. Nhìn thấy cái dấu này nè, là xả rồi đó. Thấy không? Đầu tiên là cho sạch cái mũi hàng. Sau đó muốn xả hàng cũ thì cho chì mới vô. À, dẫn chì mới vô. Dẫn chì mới vô xong rồi hút nó ra là xong. Hút sạch chân chì là lấy nó ra thôi chứ có gì đâu, ngại. À, hút sạch cái chì này nè. Đó, thấy không? Hút cho nó sạch ra, hút cho nó hở ra đó, hút ra. Rồi kế bên hơi cho nó nóng rồi các bạn hút chì ra, dễ mà. Cái phần nào mà nó không ra được chì cũ thì các bạn thêm chì mới vô. Mỏ hàng thì các bạn chỉnh cho mình là ở khoảng 380 tới 400 độ. Ủa mất điện rồi, xúc cho chì vô đi, cho chì mới vô, nãy mỏ hàng của mình nó bị xúc ổ điện á, cho chì hàng mới vô rồi hút nó ra hết là được. À hút sạch chì cũ ra là được, à là ok, hút kỹ, hút hết chì là được. Đừng có để chân nào dính chì hết đó, là mình lấy ra được dễ dàng.
Rồi, sau khi lấy xong ở đây nó có con vít nè, các bạn mở con vít thì mình đã mở sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc là nhóm nhẹ cái men này lên. Khi bạn nhóm men á, các bạn làm để không bị gãy men á, thì các bạn nhóm tới đâu rồi các bạn hơ mỏ chì tới đó, hơ cho nó xúc ra, cho nó mấy cái chì còn lại nó dính xung quanh á, nó bung lên. Rồi, sau khi bạn nhóm được rồi thì ở đây có cái ngàm nè, các bạn bóp cái ngàm này. Rồi, bóp cái ngàm này, ngàm này. Đó, nhóm này lên nè, bung hết rồi nè. Rồi ok, em bỏ đi. Rồi. Bỏ cái ngàm này ra thôi là xong. Ở đây nó có lớp keo nè. Ở đây lần sau này nó có lớp keo nè. Thì chúng ta muốn lấy ra là chúng ta hơ để mà mở cái lớp keo ra nè, nãy lớp keo ra là đẩy được cái men này ra thôi là xong. Tại vì bây giờ nó đang còn dính là dính dàn chân này, thì chúng ta chỉ cần lấy cái máy sấy á, hơi nhẹ ở đây là nãy cái phần keo này ra là được. Rồi lát nữa mình bắn keo lại. Nè. Bây giờ kêu mấy anh á, cầm mấy cái đồ nghề nhỏ vậy nè, mấy anh ngồi mấy anh hàng từ cái chân vậy nè, mà đừng có rung á nha, đừng chân này lên qua chân kia á, mấy anh thử rồi mấy anh có kiên nhẫn mấy anh làm được không? Nếu trường hợp mà mấy anh làm được thì mấy anh đi học sửa ECU, học mấy cái lớp điện tử. Còn nếu mà mấy anh cảm thấy mà mấy anh giống như kiểu tay của mấy người thiếu rượu á thì mấy anh đừng học. Chứ giờ mà cầm mỏ hàng cái tay vậy là thua luôn. Thì để mà em cầm được mỏ hàng như mấy anh thấy vậy nè, là em mất 3 tháng em xin mấy anh mà sửa TV á, mấy cái mặt hư á, em về em ngồi em hàng vậy nè thì em mới dám, mấy con IC về em mới dám mở ra em nghịch ở trung tâm em thôi, chứ em không có dám lãnh dịch vụ sửa cho ai hết trơn á. Mấy cái mặt đèn led hoặc là mấy cái đồng hồ đô á là em sửa bậy bậy thôi. Thì mấy anh nghĩ coi, mấy anh nhắm coi, mấy anh cầm mỏ hàng mà không rung nổi không? Đó, thì những chiếc Vespa nó chạy hao xăng á phần lớn là do gì nè các anh? Đây các anh nhìn nè, cái cặn cái bọn nó đóng trong cái van Ganti nè, nè nó đóng ở trên đầu nè, một cái lớp này như sình vậy nè, nó kẹt cái van á, nó không ve cái van được, nó ngoài ra nè, thấy không? Mình cạo ra từng mảng rồi nè, các anh thấy không? Đó. Em thấy rõ không Bi? Đó nè. Đó. Rồi em chụp tấm hình đi, em dừng lại em chụp tấm hình đi. Hôm nay là ngày cuối tuần nè, mình không có kẹt lớp học nè, cho nên mình mới rảnh, mình mới làm những cái này, mình quay clip mình gửi tới anh em nè. Đó, thật ra là thợ sửa xe mình á thì cái tay chân của mình cầm đồ lớn quen rồi, khi mà cầm đồ nhỏ này rồi phải sắm trang bị đồ nghề, mở hàng rồi đồ xả chì rồi hút chì rồi mỏ hàng điện rồi học cái cách hàng rồi học cái cách nhìn mạch sơ đồ chân để mà mình biết được mình sửa thì đúng. Nếu mà mình học được là quá tốt, tại vì con người mà ai cũng cần phải học hỏi hết á, nhưng mà mình cái nào mình lượng sức trong khả năng ha. Rồi quay trở lại với cái ban này thì các bạn thấy nè, em tới gần đây đó, đây đó, đây thì đây là cái TV nè, mình dặn ở đây là nó sẽ dịch chuyển cái này, nó tác động từ trường lên trên đây, trên cái mạch này các bạn. Cái mạch này thì khi mình gắn vô thì nó sẽ nằm dày đó, nó tác động từ trường đây nè, nó tác động TV từ trường lên trên cái dụng này thì nó sẽ dịch chuyển. Còn đây là van Ganti tự động, nó giống như IA, CV và ISC trên xe Honda và Yamaha của mình vậy đó. Thì phần lớn là Vespa nó bị hao xăng hòa ga là do cái phần này, và thường thường trong hãng á là anh em ở trong đó họ chắc là mình nghĩ là mất thời gian thôi, chứ còn cái này cũng khả năng họ làm được, thì thường họ không làm và họ thay mưu là chính, cho nên là cái chi phí nó khá lớn. Còn nếu anh em ở ngoài mình mà nếu mà có đồ nghề được thì cái này nó cũng không gì hết á, chỉ có hàng bốn chân rồi lấy cái này ra thôi. Thì sau khi ra rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh, mình rửa cái họng ga này sạch sẽ, mình chùi mấy cái đầu này rồi mình xịt dung dịch đó, mình vệ sinh cho sạch đi à, rồi mình tiến hành mình ráp lại thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn tưởng tượng nè, nếu không tháo cái này ra thì các bạn vệ sinh đâu được đâu trong cái kẹt này đâu. Em quay gần này nè, ha, sình lầy đất cát lắm, đóng đầy ở trong này nè, ha, đó nó nghẹt cứng ngắc vậy nè đó. Thì mình phải mở ra vậy mình mới rửa được, mình rửa sạch rồi mình kiểm tra thử coi là mình rọi lên sáng vậy nè, coi nó hở đồng tiền hay không, nó có bị hở ở trong đó không. Rồi nếu mà trường hợp không hở thì ok, còn nếu mà nó hở nó lọt sáng thì coi như là mình phải làm lại đồng tiền vân vân ha. Rồi thì giờ mình sẽ tiến hành mình rửa cái này, lát mình hàng lại. Đây thì những cái mà mình đã làm xong cho chiếc Vespa ha. Cái mặt nhôm này là do bữa mình thử nghiệm xe kia cho nên nó hơi mờ xíu, thì mình cũng sẽ gắn xe này, tại vì xe này của anh bạn rất là thân, để tiết kiệm cho ảnh. Còn cái phần cái mặt nhôm này là của cái xe zin này các bạn, mình bỏ ra. Sau đó mình thay bi cao su trượt chính hãng Piaggio, lọc gió tẩm dầu của Piaggio, đó là cái phần sẽ thay thế. Mặt sắt này thì giữ nguyên, đế sắt này thì giữ nguyên,
và cái cụm chuông bố này mình đã gia công lại rồi các bạn. Đây phần chuông không có sơ mi gì hết nha, chỉ làm bề mặt chuông và bề mặt bố này để nó ma sát tốt hơn thôi. Đó. Rồi giờ mình sẽ gắn lên xe, gắn phần bố chuông và nồi này lên xe trước, rồi bây giờ mình sẽ nói luôn về cái phần vị trí họng ga. Rồi còn về cái họng ga này các bạn, thì sau khi các em vệ sinh xong á, thì đây mình sẽ cho các bạn coi cái phần họng ga này. Các bạn gắn các bạn không sợ lộn van đâu, van nó sẽ có cái ngàm đây, các bạn chỉ việc để ngay đây thôi là xong. Sau đó xong thì đây nó sẽ có một cái lớp màng ni lông. Vệ sinh cái họng ga này thì cũng dễ chứ đâu có gì đâu khó, chỉ cần khéo léo một xíu thôi. Rồi tiếp tục là một cái lớp màng ngăn cách để không có cho chạm điện linh kiện điện tử của cái mặt này nè các bạn, không chạm vùng chân mặt này nè. Rồi các bạn vệ sinh sạch cái phần keo ở đây, và bây giờ mình sẽ bắn keo mới vào trong chỗ này, rồi mình tiến hành mình ép cái này lại, rồi mình siết ốc thôi là xong các bạn. Đó các bạn bỏ này vô đây ngay bốn cái chân của van ga tự động á, cho nó ngay. Rồi các bạn siết ốc này ép keo lại là xong. Thì khi các bạn bắt cái này vô thì thời gian mà ráp cái này lên xe là cái keo này nó khô, là nó ngăn cách nước rồi các bạn. Rồi mình hàn lại bốn cái chân này là hoàn thiện nha các bạn. Bóp silicon, xài silicon đen á, bóp vô đây nè một đường ron. Xe miếng ở góc này đi thiếu nè, kệ đi nó dư có gì đâu, silicon nó kín thôi. Rồi sau khi silicon xong thì các bạn bỏ cái van vô ngay vị trí, định vị hai con ốc này, nó có cái xin đó các bạn, trên cái van này nó có cái xin cho nên là nó sẽ rất là kín. Thì các bạn cũng nên kiểm tra luôn, nếu mà cái van đó nó cái xin đó mà nó chai cứng á, hoặc là nó đứt á, thì chúng ta nên thay ha, để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Nó luồn gió là nó sẽ bị òa ganti nha. Thì cái IC của SH Ý 150 thì nó cũng nguyên lý cũng y vậy thôi. Van ganti nó sẽ nằm trong cái họng ga vậy nè, IC nó sẽ thích hợp họng ga. Đó, chắc là thị trường Ý nó thích kiểu này. Xe SH Ý nó cũng vậy á. Rồi. Xịt cứng lại. Rồi các bạn bỏ cái lớp màng ni lông vào trong này, và nếu các bạn kỹ thì các bạn sẽ cho thêm lớp nhuyễn silicon ở trên này nữa là xong. Và sau đó thì chúng ta chỉ việc thả cái này vô bắt sát lại, vặn con vít ở đây. Là cơ bản là hoàn thiện rồi đó. Giờ bây giờ là chỉ thao tác là hàn. Đó, siết chặt cái này. Rồi, để nghiêng cái họng ga như vậy. Thì lấy mẫu hàn thôi. Là xong, thao tác đơn giản. Anh em thợ nào cũng có thể vệ sinh họng ga xe Vespa dễ như ăn kẹo. Một chân, hai chân, ba chân, bốn chân. Rồi nhìn kỹ lại lần nữa coi bốn chân mình hàn đã khít chì chưa, đã tiếp xúc tốt chưa. Rồi nếu ok rồi thì chúng ta chỉ việc thả cái ron này vô đây. Đó, thả lại cái phần ron này. Này, thả cái ron chống nước lên đây. Rồi, sau khi các bạn thả xong thì các bạn cứ việc úp cái mặt này lên. Y như vậy. Rồi các bạn tiến hành gài cái phe này vô là các bạn đã hoàn thiện. Mình nghĩ là những cái thao tác đơn giản này thì anh em có hoàn toàn có thể làm được các bạn. À, những cái khâu thủ thuật đơn giản này thì không có gì khó đúng không anh em?
đó, nếu mà mình nắm căn bản thì mình làm thôi đó. Rồi các bạn gài vô 6 cái bát liên tục vậy. Lần lượt như vậy. Còn nếu mà các bạn cảm thấy nó nặng quá thì các bạn kiếm một cái kìm bấm, các bạn kiếm một cái kìm bấm, các bạn ghì nó lên ha, hoặc là dùng eto á, kẹp nó lên, kẹp sát nó lên đó, đó gài vô. Đó, gài lại, cứng lại. Rồi, vậy là việc vệ sinh hỏng ga vết ba hoàn toàn bình thường, các bạn có thể tự làm ở nhà ha. Rồi sạch sẽ, giờ gắn lên xe thôi các bạn. Đây, chiếc xe này là tiến hành là kiểm tra buri nè, vệ sinh lọc gió nè, vệ sinh hỏng ga kim phun nè, là làm lại bố chung sau nè, xài lại dây cura cũ nè, tiết kiệm nè, mặt sắt này không thay nè, phóng đề không thay nè, bẻ nhôm ở trong, thay bi với lại cao su trượt, đó, bi cao su trượt đây, và cái phần đế sắt, mình bỏ, tại vì cái đế nhôm là cái đế sắt nó khác, hai đời nó khác, cho nên mình bỏ, cái này mình bỏ, rồi, cái phần miếng cánh quạt của xe này nó cũng không đẹp, mình bỏ luôn, mình thay của mình đẹp hơn, gắn vô, rồi. Bây giờ là đã hoàn thiện thì giờ sẽ ráp nó vô và thay nhớt máy với lại nhớt láp, là coi như hoàn thiện cái vấn đề bảo dưỡng Vespa và mình sẽ ra mình chạy thử. Là chương trình thay nhớt, nhớt lít 2 đổ nhớt vô, nhớt láp lại nhiêu? 200 mấy? 270 hả? Một tiếp của mình là bao nhiêu? 120. Tiếp của mình là 120, là 240 vẫn thiếu đúng không? Phải tâm thêm, chăm thêm tiếp lẻ đúng không? Rồi ok, rồi thay nhớt vô. Em xả nhớt rồi đúng không? Thì Vespa các bạn thay nhớt nó hơi khó nha các bạn. Lý do là các bạn phải có một cái khóa chuyên dụng. Các bạn mở được con ốc ở đây nè, nó hơi khuất các bạn. Mở bằng chìa ha. Sau đó các bạn mở cái này rồi thì nếu các bạn kỹ, các bạn phải kiểm tra cái lọc nhớt này nha các bạn. Thường thường thì khuyến nghị của hãng thì lúc nào cũng vậy, cũng muốn là mình mỗi lần thay nhớt thì thay lọc. Nhưng mà có thể nếu mà tiết kiệm chúng ta đi mà nhớt chúng ta thay thường á, thì theo mình nghĩ nha, cá nhân của mình và mình từng trải nghiệm, mình nghĩ là Vespa này 3 lần thay nhớt các bạn thay lọc 1 lần là được. Nếu các bạn sử dụng những cái nhớt loại bán tổng hợp như vậy nè các bạn, thì các bạn đi được trung bình khuyến nghị của hãng là khoảng 2.000 cây, nhưng mà mình đi thì cỡ chừng 1.500 là được rồi, 1.500 là ok. Thì cái giá một lon này nó cũng có ngoài 100.000 nè. Thì nếu mà sử dụng 1.3 lít thì mình 1.2 lít đúng không em? Xe này lít 2 thì mình mua chai 08 này là mình lấy cái chai lẻ mình xài được 4 lần, có nghĩa là mình mua 5 chai là mình sẽ xài được 4 lần thay nhớt các bạn. 5 lon là 4 lần thay nhớt. Rồi còn ngoài ra tiếp nhớt láp thì mình sẽ sử dụng là cái tiếp của mình đây là 120 mil. Tiếp này dung tích của mình là 120 mil nè, ở 20 độ C nè các bạn. Tiếp LAC á thì các bạn sử dụng cho cái láp Vespa này rất là êm nha các bạn. Bộ láp Vespa này nó khó chịu lắm. Các bạn mà thay nhớt mà loãng quá là nó sẽ bị gào các bạn. Vespa là một nè. Và cái Yamaha Novo á là 2, và cái thứ ba là dòng xe kia các bạn, Attila này nè, là cái bộ láp chỉnh xe này là nó cũng lâu đời rồi, nó cũng hú á, thì mấy cái xe này là các bạn nên xài nhất đặt một xíu là ok. Thì tại vì ở đây mình cũng có nghiên cứu nhiều cái máy Vespa lắm, xe Vespa này là để mình về FI nè, và hai cái máy Vespa đây để mình cho anh em học động cơ nè, các bạn thấy không đó. Thì thành thứ ra là mình cũng nghiên cứu nhiều về Vespa để mà sửa chữa và training cho anh em trên cái dòng xe này. Thì hiện tại thì mình khuyến nghị các bạn là đối với cái dòng xe này thì chúng ta đi khoảng tầm độ 1.500 nếu mà các bạn xài nhất bán tổng hợp, còn bạn nào xài fully thì nó sẽ đi được nhiều hơn. Nhưng mà mình khuyên những cái thế hệ động cơ này nó hay bị mất nhớt lắm, nó tùm lum thứ vấn đề đó, nó chảy nhớt nắp chao rồi, hoặc là nó xì ra boe vân vân. Thì mình nghĩ là 1.500 các bạn thay, hoặc là 1 tháng, hoặc chậm nhất là 2 tháng các bạn thay nhớt lần rồi. Các bạn đừng có để 4-5 tháng hoặc là 4-5 ngàn km các bạn thay fully á, thì đâm ra là nếu mà cái xe các bạn bị chảy nhớt hoặc là bị hở bạc nó ra khói á, thì những cái đời bô này nè các bạn, bô này nó kín lắm, cho nên là khói nó ra mình không khó thấy lắm, nó ra dạng xương mà nó ra ít lắm kìa, ra nhuyễn lắm kìa. Thì thành thử ra chúng ta với lại nó bị khuất á, khuất cái thùng gì chúng ta không thấy, thì như vậy mình đi lâu ngày nó bị hụt cái mực nhớt, thì dẫn cái tình trạng là xe của mình sẽ bị những cái tình huống là nó dở khóc dở cười ha. Ví dụ như lúp B chẳng hạn, thì đối với cái Vespa này mà sửa cái động cơ này là tốn kém lắm nha các bạn. Rồi thì ngày hôm nay mình làm chia sẻ cái bảo dưỡng đối với Vespa, thì mình cũng xin chia sẻ luôn
là những cái thứ mà cần phải làm trên Vespa. Cái nội zin Vespa thật sự chạy theo cá nhân mình là nó không ngon đâu nha các bạn. Các bạn cần phải làm lại, hoặc là cái xe các bạn đi nhiều km rồi, để mình xem xe này đi được nhiều. Em hạ xuống rồi. Xe này được đi được nhiều km? Bao nhiêu? Thấy không? Tua rồi quá. Xe này sao 6.000 được đúng không? Xe này đi nhiều rồi, xe này cũ lắm rồi. Đó, xe này chắc là 160.000 rồi quá. Đó thì những cái đời xe như vậy các bạn cần phải làm lại cái nồi nè. Sau đó là lọc nhớt này là 3 lần thay nhớt các bạn thay một lần. Thì tương ứng với lại là 3 lần thay nhớt các bạn thay nhớt láp lần là ok. Còn nhớt thì khoảng chừng tầm độ 1.500 km, hoặc là tối đa là 2 tháng. Còn nếu các bạn kỹ, các bạn có điều kiện là 1 tháng các bạn thay là ok rồi. Rồi 3 tháng các bạn thay nhớt láp lần là thay lọc nhớt lần. Thì khi mà các bạn thay cái lọc nhớt với lại nhớt láp thì các bạn mở ra luôn cái tấm lọc chó này á các bạn. Nó là miếng mút không à. Các bạn nên thay luôn. Rồi 2 lần thay mút như vậy thì là 6 lần thay nhớt á các bạn. Là các bạn nên mở ra kiểm tra bi nồi cao su trượt, vệ sinh bộ nồi là các bạn đi sẽ ngon lành liền. Còn ngoài ra thì với cái số km xe này đi thì mình nghĩ vậy nè, là cái xe này nó sẽ bị khoảng 30 tới 40 km/h á, là nó bị rung tê cái phần chân, là lý do là cái phần cao su treo máy của nó cũng đã lão hóa hết rồi các bạn. Còn cái nồi mà các bạn không vệ sinh, hoặc là với số km với tình trạng xe này là đảm bảo lên ga đề ba là giật như sải ngựa luôn á. Đó thì tổng thành cái xe này ha, mình nói luôn về cái thay nhớt á, là nó rơi vào khoảng, nếu các bạn xài nhớt bán tổng hợp loại này thì khoảng chưa tới 200.000. Rồi nhớt láp 2 tiếp thì nó khoảng chừng 2 tiếp mấy đó, nó khoảng chừng độ 150.000 đi, là coi như là khoảng 350 tiền nhớt nếu mà thay hai cái đó luôn nha. 350 tiền nhớt. Miếng lọc gió này nó cũng chỉ có mấy chục ngàn à. Đó là coi như mà cho 50.000 đi là 400.000. 400.000 bi nồi cao su trượt. Cái xe này bi nồi cao su trượt, với lại là cụm nồi sau thì mình nghĩ là đâu đó đồ hãng luôn á, và làm lại cụm bố chuông và vớt mặt nhôm á, thì nó rơi vào khoảng là tầm 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng thì hồi nãy là mình cộng cái kia nữa là nó khoảng 400.000, là 1.400.000. Và vệ sinh họng ga với kim phun này, mở ra làm ganti mình nghĩ giỏi lắm 300.000 tiền công á, là coi như xe này tổng thành là nó, nếu mà làm nồi với vệ sinh họng ga kim phun, thay nhớt máy, thay nhớt láp, thay luôn lọc nhớt và thay buri luôn á, mình nói chưa tới 2.000.000 đồng là ok các bạn, là bảo dưỡng được. Đó thì các bạn nào đi Vespa thì mình nghĩ là chi phí cũng để bảo dưỡng tổng quát cho chiếc xe này cũng không có lớn lắm đâu. Còn xe này khi tháo ra thì cái dây thắng sau nó cũng bị, dây thắng sau hay dây ga em? Dây ga nó cũng bị tưa, cho nên mình thay cộng dây ga. Thì mình nghĩ là chi phí bảo dưỡng cho chiếc xe này nó khoảng tầm độ là 2.000.000 quay đầu là ok các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ đợi sáng mai mình sẽ chạy thử cái xe, mình quay cái đoạn clip cho các bạn xem. Thì mình sẽ chạy thử cho các bạn xem ha. Sau khi bảo dưỡng xong, nếu mà cái họng ga làm tốt thì ganti nó sẽ tốt các bạn. Rồi ganti ổn định luôn ha. Rồi đề ba là không có được rung đầu, cũ là đề ba giật vậy nè. Thấy các bạn thấy không? Đề ba là đi liền. Đó, dặn cái là nhóm liền. Cho dù giữ một ga nhỏ nè, nó không có hiện tượng rung. Thấy không? Rồi. Để mình ra đường láng đi, đường này nó hơi ổ gà. Ra đường láng cho anh em coi. Các bạn đi ga nhỏ nó cũng không rung, còn đi ga nhỏ mà rung là do bộ nồi nó rung nè. Thí dụ bây giờ mình lên ga sóc nè. Em cứ để đây. Góc quay rộng ra. Rồi, lên ga nhỏ là nó sẽ, lên ga hỗn là nó sẽ sóc nè. Thấy không? Lên ga hỗn là nó đi luôn. Còn lên ga nhỏ nè, rê ga nhỏ nè. Đó, chạy ga nhỏ nè. Chạy ga nhỏ nè là nó vẫn chuyển động bình thường. Đó, còn dặn ga hỗn nè. Đó. Tăng tốc rất là nhanh. Giữ ga nhỏ thì nó vẫn không có hiện tượng bị rung. Còn nếu mà nồi có vấn đề là giữ ga nhỏ hiện tượng nó rung liền. Đó, à. Mình sẽ rê ga nhỏ cho anh em coi. À, rồi tăng tốc nè.
tăng tốc lên 80 rất là nhanh các bạn. Tăng tốc lên 80 lẹ cực kỳ. Thử lại ha. Đây, xe đứng nè. Lên ga nhỏ nè. Đó, nó đi đó. Nó đi đó, rồi, xe nhỏ ở dừng yên nè, dặn nè. Chỉ trong khoảng đoạn đường ngắn là vài trăm mét thôi là nó có thể tăng tốc lên 80 km/h rất là nhanh các bạn. Còn từ 0 cho tới 60 km/h là dặn cái là nó tới liền luôn á. À, thành ra là nếu các bạn canh bộ nồi chuẩn thì cái việc đạt được vận tốc mong muốn với lại tăng tốc nó sẽ rất là tốt nha các bạn. Mình vừa chạy thử chiếc Vespa về thì các bạn thấy đó. Thật ra chiếc Vespa này mình có cảm nhận nha, tất cả các xe luôn. Chuông bố của nó, cái ma sát giữa bố với chuông nó không có được tương thích các bạn. Mình thấy xe nào chạy cái bộ nồi nó cũng khó chịu lắm. Cái thứ hai là cái phần đề của nó rất là ồn. Cho nên các bạn đi cái dòng xe này đề phóng lâu lâu các bạn mở ra vệ sinh cái củ lao đề á, để cái đề nó êm hơn được chút. Xe này mình đi mình chăm kỹ phần nhớt nè, nhớt láp nè, lọc nhớt nè, lọc gió nè, là mình nghĩ là nó sẽ hoạt động tốt các bạn. Tại vì nó tính ra là nó cũng là thương hiệu xe cao cấp mà. Chẳng qua là do cái thiết kế khung sườn này thì nó chạy nó không có được chắc giống như những xe Nhật thôi. Lý do là nó tại giữ cái thiết kế cũ là khung máy treo quá các bạn. Cho nên chạy thì mình có cảm giác nó bê bê hoặc là nó sàn một bên thì là do đặc thù xe này. Bạn nào chạy Vespa cổ rồi sẽ biết. Thì khoảng năm 2003-04 mình chơi xe Mobilet Vespa là mình biết là xe này, những dòng xe này từ thế hệ cũ là cái khung treo của nó. Nó giữ cái khung treo của cái một càng của máy bay chiến đấu đó các bạn. Cho nên là nó chỉ phù hợp khi mà mình chạy vận tốc ổn định thôi, chứ còn đề ba thì nó cũng sẽ sàn nhẹ. Thì cái đó là đặc thù của cái dòng này rồi các bạn ha. Rồi thì chi phí bảo dưỡng cho cái xe này nhiều bạn hỏi mình trong các video clip trước là mắc không, thì mình xin trả lời luôn. Với cái xe này tổng thành là làm lại bộ nồi nè, gia công bộ nồi, thay nhớt máy nè, thay nhớt láp nè, thay lọc gió nè, thay dây ga nè, và vệ sinh cái họng ga kim phun nè, thì tổng thành xe này luôn công là khoảng dự trù 2,5 triệu các bạn. Thì mình nghĩ là với số tiền bảo dưỡng này bao gồm làm nồi, thay nhớt rồi vệ sinh họng ga kim phun thì nó cũng không có cao lắm đâu các bạn. Cho nên là anh em đi Vespa hoàn toàn có thể tự tin chăm sóc xe của mình nha các bạn. Video clip này mình xin phép dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay các bạn nhớ like và subscribe kênh và đừng quên ủng hộ kênh Việt Xe Quảng Cáo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cổ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.